Ngày 18 tháng 3, dám đứng vững trong đau khổ của bạn. Tôi thực sự muốn khích lệ bạn, đừng tuyệt vọng. Đừng để mất niềm tin và đừng xa lìa Thiên Chúa trong đời. Nhưng bạn hãy đứng vững trong khổ đau của mình như một người tin rằng mình được Chúa yêu thương rất nhiều. Nếu bạn nhìn vào tâm hồn mình, đôi khi bạn có thể bị choáng ngợp bởi tất cả những đổ vỡ và hỗn độn. Nhưng nếu bạn hướng ra bên ngoài, nhìn về phía Đấng đã chết trên thập giá cho bạn, bạn có thể bỗng nhiên nhận ra sự đổ vỡ của bạn đã được sống thay cho bạn rất lâu trước khi chính bạn cảm nhận sự đổ vỡ đó. Đau khổ trong đời bạn là một khoảng thời gian trong đó có thể trồi lên một đức tin chân thật. Đó là một đức tin trơ trụi, một đức tin bừng sống từ giữa nỗi đau khổ lớn lao. Thật vậy, hạt lúa phải chết đi mới trổ sinh bông hạt. Và nếu bạn dám đứng vững trong đau khổ của mình, thì cuộc sống của bạn sẽ trổ sinh hoa trái dưới những cách thế vượt xa sự hiểu biết hoặc xác nhận của chính bạn. Hãy dành thời gian mỗi sáng không làm gì ngoài việc chỉ ngồi trước sự hiện diện của Chúa và đọc lời cầu nguyện này: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Dần dần, Chúa sẽ đi vào lòng bạn dưới một cách thế mới mẻ và đem lại ánh sáng mới cho cuộc đấu tranh của bạn.